Chào các bạn tin nhanh 24/7. Tin tức an ninh nổi bật nhất 24 giờ qua, ngày 3 tháng 1. Cuộc săn lùng của những người trốn lệnh truy nã. Năm 2016, Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức triển khai đợt cao điểm truy nã tội phạm lần thứ hai trong khuôn khổ hội nghị hợp tác quốc phòng. Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn, đội trưởng đội 3 phòng BC52 Công an Hà Nội cho biết, nhớ lại những ngày theo sát ông trùm đường dây đánh bạc qua mạng internet lên đến cả triệu tỷ đồng của người Trung Quốc. Có những lúc tưởng những đối tượng đã thoát khỏi vòng quay của các trinh sát. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, tinh thần quyết đoán và đấu tranh chống tội phạm, cuối cùng đối tượng cũng bị xa lưới. Ngụy trang 300kg pháo dưới gầm ô tô trong dịp Tết. Chiều ngày 20 tháng 1, kiểm soát đồn biên phòng quốc tế ở cầu Treo, Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng hải quan ở cửa khẩu công an ở Hương Sơn phát hiện ô tô mang biển kiểm soát từ Lào về có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trên xe lúc này có Nguyễn Đình Thức và Nguyễn Đình Thắng, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Cơ quan chức năng phát hiện 300kg pháo giấu trong dưới gầm ô tô với 32 hộp giấy. Phía ngoài là phủ ni lông màu đen được trang bị rất tinh vi. Trên hộp toàn bộ được ghi xuất xứ từ Trung Quốc. Hà Nội bắt giữ má mì 9X, dắt gái mẹ dâm sinh viên. Ngày 21 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hằng, 26 tuổi, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi môi giới mại dâm. Qua nguồn gốc báo điều tra được biết, đường dây mại dâm hoạt động với các cô gái đều đối tượng là 9X, sành điệu, chân dài, chuyên phục vụ rót bia ở quán karaoke. Đội cảnh sát hình sự công an quận Thanh Xuân đã lập chuyên án đấu tranh trước Tết Nguyên Đán. Vào chiều ngày 9 tháng 1, lực lượng trinh sát bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở quận Thanh Xuân. Thời điểm này, cán bộ đã thực hiện nhiệm vụ bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, thu giữ số tiền lên tới 5,5 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.